Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Mom. Mình là Thương và đây là bạn Úc La. Như mọi người thấy, mình nghỉ làm YouTube mấy tháng rồi, 6 tháng, 7 tháng gì đó. Lý do là để xin bạn này. Thì bây giờ mình đã trở lại với kênh YouTube rồi đây. Và như mọi người cũng thấy là mình đổi tên kênh YouTube từ Yogi Travel thành Yogi Mom để phù hợp với thiên chức mới của một bà mẹ bỉm sữa. Và mình không được đi du lịch trong một khoảng thời gian rất là lâu nên cũng không có content nào về du lịch nữa hết. Nên bây giờ sẽ đổi thành Yogi Mom nha. Và bài tập trở lại kênh YouTube của ngày hôm nay là một bài tập cho những người mà bị đau cổ vai gáy. Và thật sự là hôm nay là một tháng 15 ngày sau ngày sinh. Và cái mà mình cảm thấy không cực kỳ không thoải mái đó không phải là đau vết mổ, không phải là đau bụng, không phải là cho con bú này kia, mà thực sự là rất là đau phần cổ, phần vai, phần gáy và đặc biệt phần lưng dưới nữa. Thì mình cực kỳ thấu hiểu cho những người nào mà bị đau vai gáy thường xuyên ha. Lý do là vì sau khi sinh á, mình thường cho em bé bú, cho bạn này bú nè, thì cúi xuống nhìn như vậy, hoặc là hút sữa cho em bé bú thì cứ cúi xuống nhìn coi là nhỏ được một mấy giọt rồi hay sao đó. Cho nên là rất là mỏi cổ vai gáy. Thì bài tập này phù hợp cho những bạn mà tập sau khi sinh. Mình tập bài này lúc 1 tháng 15 ngày nha. Và tất cả những bạn mà làm việc văn phòng, những người mà bị đau, thoái hóa cột sống đều tập được. Những động tác rất là đơn giản, dễ chịu thôi nha. Nào, sẵn sàng tập chưa? Để mình trả cái bạn này lại cho ba bạn và mình bắt đầu tập thôi nha. Bye bye mọi người, đi Úp la. Hay là con ở đây tập yoga. Nào, mình ngồi lên giữa thảm, hít thở một chút, liên kết và cảm giác cái cơ thể mình một chút trước khi mình vào bài tập nha. Thả lỏng hai cái vai ra, thả lỏng cái quỳ chọ của mình ra. Sau đó mình nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mình đặt tay phải của mình lên vùng bụng và đặt tay trái lên lồng ngực. Nào, bắt đầu điều chỉnh cho cái xương phần hông của mình á. Ngồi thoải mái xuống dưới sàn. Sau đó đẩy lồng ngực về sau một chút xíu. Cảm hướng về phía trước, không cúi gập quá hoặc là ưỡn cao quá. Thư giãn hai khóe miệng, hai hốc mắt. Và thư giãn gương mặt của mình. Nào, bắt đầu lắng nghe vào nhịp hít vào và nhịp thở ra đi qua mũi của mình. Cảm nhận vùng bụng, vùng lồng ngực phập phồng mỗi khi mình hít vào và mình thở ra. Chậm rãi nhẹ nhàng buông lỏng hai vai mềm xuống. Mình không gồng lên nữa. Cảm nhận vào phía sau hai bả vai. Rồi lướt ý thức qua các đốt sống cổ của mình. Mình giữ hơi thở sâu êm và dài. Mình nghỉ ngơi một chút. Mình buông thư một chút trong cái hơi thở dài và sự tĩnh lặng. Nào, một vài nhịp thở dài nữa thôi.
nhẹ nhàng đưa hai tay mình vào sau gậy, sau đó mình luồn các đốt ngón tay, các cái ngón tay của mình vào, đan vào và ôm lấy gậy của mình, kẹp hai cái cùi chỏ lại và mình rướn lồng ngực lên một chút xíu, giống như là mình dùng cái bàn tay để nẹp cái cổ của mình thẳng lên và rướn cho các đốt sống của mình được dọng thẳng lên. Nào, bạn có thể mở mắt hoặc là nhắm mắt, nhưng mà cố gắng hướng ý thức vào hơi thở của mình nha. Hít vào, mình mở hai cái quỳ chỏ ra ra, mở rộng ra thì hai cái bả vai của mình nó kẹt vào nhau phía sau ha, căng ra. Thở ra, mình gập cuộn về phía trước này, khép cái tay lại, sau đó hướng cái quỳ chỏ thúc vào vùng bụng của mình. Thở ra. Hít vào, mở ra, rộng hết mức của mình. Thở ra, gập về phía trước. Hít vào. Việc bạn mở hai cái cùi chỏ tay xa sẽ giúp cho cái cơ vai phía sau của mình được căng lên á, được siết á ha. Thở ra, cuộn về phía trước. Rồi lặp lại, hít vào. Không cần quá nhanh ha, chậm rãi mở nhiều hơn hai cái cùi chỏ của mình. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít. Thở. Hít. Thở ra. Một vòng nữa nha. Hít vào. Thở ra. Sau đó hít vào, mở rộng ra. Nào, giữ đi một chút xíu và bắt đầu nghiêng nhẹ nhàng về bên phải của mình. Cố gắng đừng kẹp cái quỳ chỏ vào, mở hai cái quỳ chỏ rộng nha. Rồi nâng lên, nghiêng về trái. Nhớ là nghiêng theo phương ngang. Và mình sẽ lặp lại như vậy, nghiêng qua bên này, rồi đổi nghiêng qua bên kia. Kết hợp hít thở đều đặn. Nào, hai lần nữa, hít. Thở. Hít. Thở. Hít vào. Thở ra. Và hít vào. Thở ra. Sau đó nâng lên trở lại. Nào, bẫy hai cái cùi chỏ của mình rộng ra. Và mình dang ngang hai cành tay của mình ra luôn. Dang rộng ra, xòe cành tay, dang theo mặt thẳng ngang ha. Sau đó mình khuỷu cái cùi chỏ tay này, chỉ cái tay lên trời và nhấc cái cùi chỏ cao lên một chút, lúc này không có xìa xuống ha, để cho từ cái khoảng cách từ cùi chỏ tới vai của mình là một đường thẳng. Mình sẽ đóng hai cái cùi chỏ về phía trước nha, đóng về phía trước nè, kẹp lại, sau đó mình mở ra này, hít vào, ưỡn cái lồng ngực ra, thở ra. Nào, mình kết hợp cả ngực mặt lên trời luôn nha, hít vào, thở ra. Nào, lặp lại 10 lần nha. Hít. Thở. Hít.
thở. Tiếp tục nào. Hai nhịp cuối cùng, 9. Và 10. Sau đó mình lại mở ra trở lại, hít vào. Dang rộng cánh tay nào, xoay mặt về bên trái của mình. Nhìn vào ngón tay của bàn tay trái. Sau đó đánh mạnh cái cánh tay qua này. Bắt đầu vặn người, tay phải đặt lên gối. Tay trái chống về phía sau. Xoay nhẹ nhàng, vặn ra sau. Nhìn về phía sau. Mình giữ ở đây một vài nhịp. Mình giữ cái mông và hai cái đầu gối cố định hơn. Mình chỉ xoắn cái vai và cái lồng ngực phía trên của mình ra sau. Cằm của mình cũng nhìn ra phía sau luôn. Bạn có thể hơi hóp cái mụn một chút xíu. Nào từ từ quay về giữa trở lại. Và mình dang hai tay ra, hít vào. Xoay mặt nhìn qua ngón tay bên phải của mình. Xoay về bên kia ha. Nào tay trái đặt lên gối. Tay phải chống về sau. Nhẹ nhàng vặn về sau. Mình giữ lại một hơi thở nữa nha. Sau đó từ từ xoay mặt về trước và lại dang ngang hai tay trở lại. Lần này lắc lư một chút xíu để cái mông mình ngồi chắc được. Ngẩng mặt, vươn hai tay lên, hít vào, nhìn lên. Thở ra mình quạt hai tay ra sau lưng và lồng các đốt ngón tay lại. Duỗi căng cái cánh tay, độ chéo cái người về trước 45 độ, không cúi đầu ha. Nhìn check về phía trước. Nào lặp lại. Ngửa người ra sau, vươn tay lên trời, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Đủ chéo người 45 độ. Hít vào lên. Thở ra. Hai nhịp nữa nha. Hít vào, vươn tay lên. Thở ra. Hít vào, vươn tay lên. Và thở ra. Sau đó hít vào, vươn hai tay nhìn lên và mình lồng các đốt ngón tay vào, bẫy ngửa cái lòng bàn tay lên trời, căng lên này. Sau đó đánh cái tay ra sau mang tay của mình luôn, khuỵu nhẹ quỳ chọn một chút. Lúc này toàn bộ cái bả vai mở, lắc lư cái cổ để không biết là để biết là mình không có kẹp dưới cổ của mình không, thả lỏng cái vùng cổ ra, chỉ có mở cái bả vai, mở cái cánh tay ra sau thôi. Rồi giữ một chút xíu. Rồi từ từ gỡ tay ra. Nào đi chỗ khác muốn dạ. Sau đó mình sẽ cúi người và vào tư thế 4 điểm muốn dạ. Chiếm chỗ của mình rồi. Mở hai cái đầu gối và bám hai cái bàn tay của mình. Lắc lư vùng hông vai nhẹ nhàng. Lắc lư chậm rãi. Nhớ là bàn tay thẳng hàng với cái vai, đầu gối thẳng hàng với mông. Đúng vào 4 điểm vuông góc ha. Một vài động tác con bò, con mèo này, hạ eo xuống. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên.
thở ra cuộn người cầm kéo vào lồng ngực. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở. Hít. Thở. Nhịp cuối cùng hít vào. Nào giữ ở tư thế con bò ngẩng mặt nhìn về phía trước, uốn cong vùng lưng. Sau đó mình từ từ thế cái vị trí của quỳ chỏ tay vào bàn tay ha nào. Quỳ chỏ tay gác xuống bên trái này, bên phải này. Sau đó úp hai cái bàn tay về phía trước. Nào từ từ duỗi cái lưng về sau, chạm trán xuống sàn. Sau đó mình sẽ đan cánh tay lại ha, hai bàn tay lồng các ngón tay chặt vào nhón mũi chân của mình lên, ngẩng mặt lên, đưa cái cằm mình về phía trước, nằm cái cằm vào giữa, gần như là cái cằm nằm vào vị trí cái ngón tay cái của mình nè, duỗi về phía sau, chạm trán dạng ra, mũi chân phía sau mình chống lên để giữ được thăng bằng nha, tiếp vào này, thở ra. Tiếp tục. Lần này hít vào mình đưa về trước, giữ chặt cái mình chỏ chắc vào, giữ chặt cái mũi chân, mình sẽ nhấc cái đầu gối lên luôn này, dạng về phía sau, dạng ra. Mình có thể gác nhẹ tràn xuống sàn cũng được. Nếu mọi người không có làm được thì mọi người giữ đây thôi này, đẩy cái mông về phía sau, giữ cái lưng ra như vậy, hạ cái đầu gối xuống sàn cũng được nha mọi người. Rồi từ từ mình hạ gối xuống sàn. Nào thể vào vị trí bàn tay, vào cái vị trí quỳ chỏ trở lại. Mình lại vào vị trí 4 điểm. Lắc lư bên này bên kia. Sau đó bám chắc tay trái với sàn, xoay mặt về phải. Mình vươn tay phải lên trời, hít vào rướn lên. Chui tay phải vào giữa cái nách bên trái nè và nằm cho tới chui tới khi mà cái vai bên phải bạn nằm xuống sàn, và bạn duỗi cái mũi chân trái về phía sau chống xuống sàn, đưa tay trái quạt ngang ra, dỗ vào phía sau, thắt lưng phía sau. Lúc này mình bẩy cái người để lật cho cái vai trái ngẩng nhìn lên trời. Nhớ là bám chắc cái chân trái phía sau của mình á thì mình sẽ không bị ngã ngửa ra nha. Nếu mà bạn bị ngã ngửa về phía sau thì hãy thăng bằng và làm lại. Nào những bạn nào giữ được rồi, hãy bẩy cho cái lồng ngực cao lên. Cao lên. Hoặc là bạn có thể vươn tay trái dọc theo mang tay của mình bầu xuống xa. Rồi từ từ chống tay trái về trước khuôn mặt, hạ đầu gối trái, xoay về bên phải và mình lại vươn tay phải lên trời trở lại, hít vào, thở ra, hạ tay phải xuống sàn. Mình đổi bên ha, mình đổi cho cái bên kia.
Hào giữ vào vị trí 4 điểm lắc lư thoải mái, chống cố định tay phải dưới sàn, nhìn qua trái và vươn tay trái lên trời thiết lập. Hào chui tay trái vào dưới nách, nghiêng qua, nghiêng qua. Sau khi được rồi, nhón chân bên phải, đưa tay phải giấu vào sau thắt lưng, nhìn lên trời. Nào, vươn tay phải theo mang tay nếu bạn cảm thấy sự thăng bằng của mình chắc hơn, vững chãi hơn. Rồi nhẹ nhàng chống tay phải về gần khuôn mặt, hạ đầu gối phải, đẩy người vươn về trái. Nào, hít vào, quạt tay trái nhìn lên và hạ tay trái xuống sàn, lắc lư chậm rãi, chậm rãi hông và vai. Mình sẽ đẩy người mình lên tư thế chó úp mặt nha. Hai bàn tay bám, nhón mũi chân này và duỗi người về phía sau, giãn ra. Nào, vươn về trước, hạ đầu gối. Lặp lại như vậy ha. Thở ra, nâng gối giãn ra. Muốn nhẹ đi chỗ khác. Nào, vươn về phía trước, hạ gối. Rồi ra sau, giãn ra. Lặp lại vài lần nha, hạ gối, thở giãn ra, hạ gối, thở giãn vai ra. Hai nhịp nữa, hạ gối và thở giãn vai về sau. Nhịp cuối cùng, hạ đầu gối, mình thở giãn vai về phía sau. Giữ một chút xíu ở tư thế đau đót, tư thế chó úp mặt. Sau đó từ từ khuỵu đầu gối đưa về phía trước, đưa cả hai đầu gối về trước. Mình ngồi lên gót chân của mình và ngồi thẳng lên. Mình sẽ nằm ngửa người mình ra sau và tập tư thế cây cầu nha. Nào, nằm ngửa xuống, hai bàn chân đạp cùng góc, ngửa đầu về phía sau. Nó lại chiếm chỗ rồi. Rồi nằm ngửa ra. Hai tay mình xuôi theo người, hai bàn chân đạp vuông góc. Nếu có cái gì kẹt trên tóc, trên đầu mình gỡ ra cho nó không bị kẹt cái đầu của mình ha. Nào, bàn chân đạp chắc này, nhắc từ từ từng đốt sống lưng. Hít vào lên, thở ra hạ xuống. Nào, bây giờ cố gắng nhấc cao hơn, đồng thời vươn tay qua mang tay, hít vào. Hít. Và cứ lặp lại như vậy nha. Hít. Một nhịp nữa thôi mọi người, hít vào vươn lên. Sau đó mình úp hai tay xuôi theo người, đưa vào dưới lưng, đồng các đầu ngón tay lại. Sau đó siết cánh tay và giữ đây. Rồi từ từ gỡ nhẹ tay và hạ từng đốt sống lưng của mình xuống sàn. Vắt chân bên phải qua chân trái, giữ nguyên chân trái và vắt qua.
sau đó dùng cành tay bên trái nhìn cái đầu gối xuống sàn, xoắn lưng qua. Nó nâng lên về vị trí đạp bàn chân phải, sau đó mình bước cái chân trái qua và xoắn. Rồi mình quay về dựa trở lại. Nào ôm đầu gối vào ngực của mình. Sau đó mình sẽ kéo cằm lên gối của mình chậm rãi nhé. Rồi nằm xuống. Lặp lại vài lần nha. Và mình lắc nhẹ vùng lưng bên phải bên trái. Sau đó vươn tay bắt lấy ngón chân đầu gối khuỵu. Mình vào tư thế happy baby. Lắc nhẹ hông bên phải bên trái. Và mình duỗi thẳng chân và tay lên trời này, nếu được. Nếu không bạn cứ khuỵu gối một chút cũng được ha, miễn là toàn bộ lưng của bạn nằm dưới sàn. Rồi mình nhẹ nhàng gỡ ra, duỗi tay chân rớt xuống, tay vươn qua quá đầu nhẹ ra phía sau, chân đạp về phía trước nhẹ ra, và thở ra, buông hai tay nhẹ thêm. Mọi người có thể dùng bạn muốn trẻ làm đồ thư giãn chân như mình. Nào, thả lỏng toàn bộ người xuống, buông lỏng đùi hông vai ra, buông lỏng cầm tay ra. Và mình nằm ngửa thoải mái xuống dưới sàn. Cảm giác cơ thể mình nặng xuống, hoàn toàn thoải mái và hoàn toàn thư giãn. Cảm giác từng hơi thở làm khuôn mặt, gương mặt của mình thư giãn hơn. Và mỗi nhịp thở ra làm cơ thể mình cảm thấy sảng khoái hơn. Sau đó mình nhẹ nhàng cử động tay chân, duỗi cái mũi chân căng ra, co hai đầu gối lại, vặn người qua hết một bên và nằm nghiêng qua.
sau đó duỗi một chân và chống tay, nâng người mình ngồi lên lại. Mình ngồi trong tư thế ngồi thẳng trở lại, ngồi thoải mái, lắc lư nghiêng cổ qua bên này qua bên kia. Sau đó chị cầm lên trời, hạ cầm xuống. Và quay về vị trí trung tâm. Nào mình nhắm mắt, hít một hơi thật dài cùng nhau. Rồi thở dài ra. Và mở mắt ra luôn. Namaste. Cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương trong cái bài tập thư giãn cổ vai gáy vừa rồi. Một bài tập ngắn và khá đơn giản nhưng mình thấy là khá hiệu quả cho mình á. Vùng vai, vùng cổ của mình cảm giác như là nó mở ra rất là thư giãn sau cái bài tập này. Hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau.